làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, cùng ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Phải hiểu em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Thank you.
phong theo thủy khí tu đan địa tu nông cung kỹ năng cảm tận thu thánh hiền tất thị vô tư anh cô kinh vân kính căn sinh nhất hiện chư Phật tập giao trì phần hương đà tính đà na ni chân ngôn cần thương kỳ tục đời nhân công đức năm trưởng trưởng trang nghiêm từ bi vô lượng
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Nguyện Tài Hiền Bồ Tát, Đại Từ Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Lượng Lũng Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Nhật Cung Bồ Tát, Nguyệt Cung Bồ Tát, Trường Thọ Bồ Tát, Diễn Thọ Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Thất Câu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Minh Vương Bồ Tát, Linh Dương Ưu Bồ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phả Quang Đại Oan Thế Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Bất Vi Bản Thể Từ Vận Thần Thông.
bác nhạc an thiên nguyên thánh đế quân trung nhạc trung thiên sùng thánh đế quân nhạc phủ gia thánh nhất thiết quyến thuộc tôn linh thần tuy an nguyện đem bát xa uy quang thịnh gia đạo tràng. Thank you.
cửu nhân ngũ bách đầu nhân trong hiệu đại từ đại bi kiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật A Di Đà Như Lai A Quan Âm Bồ Tát Thế Tâm Thanh Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Thế Trường cánh sao địa ngục chúng môn khai trường tượng minh châu chiếu triệt đài thiên chi giới u minh giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát phá ngục tốt dâng chi trường ký chúng từ biển khai tâm bạch trà ba ngục thiền liên tam mô la sắc
mệnh toái phá thiết nghi thiết minh ngục chúa thông chi thứ sử mong linh tình ngò bất lần tinh trọng bất xa trừ chi địa ngục phá tắc nhiên kỳ khổ phụ biến nghi lạc thế năng vạn đài chúng tề sứ hồng tránh dấu phá địa ngục kinh chân ngôn tận hương kỳ Oh.
tất tất hồi điểm thu biệt liệt tuy nhiên phụ ao đạt thân tướng và lo thị phần luôn luôn không đều bị mất vì thân thi bị nhàn. Gần xa tìm mọi thứ hoa lắm mà về tí mặt là bần bật thân mê buồn bật chẳng thắng đi ông về quá mai không sự là đời à thế à. Mày có câu thể hương ngóng làm nhân sinh các tờ thái hoa phong chiều chiều một một liên hoa tầm thái đắc bách hoa thành mặt hậu đáo đầu văn cô nhất cha không mà lắm bao trần thế bất trụ tây quy nhất tức bất hồi điểm thu biệt nhiệt tư nhiệt cùng ao đạt thân tiến mà cho thị phần hương hương không chiều thị nhất vì chân mi nhà thập địa đốn siêu thủ nhật kim thời lai lắm. Vâng, rồi nhé.